Ừ, bên này anh hơi yếu. Ok chào các bạn đến buổi sáng chủ nhật và hôm nay lại là mình và anh Hoa làm với webinar về um, với chủ đề nói chung là cũng rất đáng quan tâm đó là việc học lệch học tủ khi mà các bạn đi thi ở các big tech công ty lớn nó sẽ dẫn đến hậu quả như thế nào và hôm nay thì lại là mình Lâm à, soi Engineer Tiktok và anh Hoa thì vẫn làm như mọi khi anh hoàng có muốn nói gì thêm không <laughs> Không, anh nghĩ chúng ta có thể vào chương trình luôn mình nha, tiết kiệm thời gian cho các bạn. ok thì nói thật là bây giờ ng pro nó cũng khá là lớn mạnh rồi cũng anh em mình cũng đã trải qua rất là nhiều bạn học viên đúng không cũng phải đến qua cả nghìn nữa, đúng không ừ. nhỉ thì cũng có những con số ừ. ok statistic khá là vui nói chung là vừa vui và cũng có một chút buồn thì đó là cái việc nhiều bạn mà không đỗ em thấy chủ yếu là do các bạn đấy tức là những cái... chủ yếu là các bạn là học thuật toán phải nói đấy là các bạn ôn khá là ok nhưng mà đi thi thì nó lại còn nhiều cái rao khác rồi nhiều các bạn thọt ở những cái rao trời ớt hỡi bia bia nhá, có nhé à, ừ. có cả xin tùy dai và gặp những cái câu mà các bạn đi phỏng vấn về các bạn bảo là thuật toán làm rất tốt nhưng mà thực sự là đứng về phía mời người nghe như kiểu em nghe các bạn thì cũng khó để các bạn tả kỹ được nhưng mà em đoán là những cái cây mà tạc vào thuật toán mà các bạn bảo làm thuật toán rất hay làm rất tốt ấy. thì em nghĩ một phần là các bạn dính cả những cái câu ở câu điểm liệt ấy. thì vui vui là khi em mình đi phỏng vấn người ta thì mình cũng có những cái câu như kiểu xếp lên đồ ấy những câu bé thôi ừ tức là ví dụ kiểm tra một cộng một cơ bằng hai không nhưng bạn bảo bằng ba thì 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 là bạn bạn tạch rồi ừ. thì đó là những cái đá tức là có rất nhiều thứ bia giờ xin mà các bạn không biết nên hôm nay mình muốn em và anh hòa là muốn phân tích lại cái đó tại vì học tủ như nào học lệch ra sao thì chỉ cần dính một chút cái gì đó là không tốt thôi là có thể dẹo hết cả đổ bao nhiêu công sức ôn tập và đổ sông đổ biển rồi anh ừ. hòa nghĩ vấn đề này nào? Yeah, thực ra thì cái vấn đề học tủ học lệch thì không phải bây giờ chúng ta mới nói à, nghĩ là anh em mình và những mentor giả viên khác cũng nói khai nhiều ngay từ đầu nhưng mà thực ra cái gì cái gì nữa cũng phải có cái quá trình thì mình mới uh, rút ra được bài học nếu mà lúc đầu mà nói chuyện học tủ học lệch tại vì nó luôn luôn có một cái bài toán là anh em mình thì luôn luôn khuyến khích mọi người là phải tập trung focus nhưng mà khi focus vào quá thì nó thành ra lệch. Thì vừa phải focus vào những thứ cần phải focus và phải trang bị đủ kiến thức bởi vì mọi người đều biết rồi, um, interview ở Big Tech ấy nó không phải chỉ một thứ, nó ít nhất là ba thứ mà nó lộ lộ trước mặt chúng ta, ngoài ra có những thứ không lộ lộ. Ba thứ lộ lộ trước mặt chúng ta, thứ nhất nó là thuật toán. Thứ hai nó là system design hay nếu mà ít hơn nữa level thấp hơn thì có thể là những kiến thức mà Uh, về uh, system thôi chứ không nhất thiết phải design và thứ ba nó là behavior interview đúng không ba cái đấy là nó lộ lộ ra trước mặt chúng ta rồi và chúng ta lệch chúng ta chỉ cần fail một một trong ba cái đấy là coi như chúng ta mất mất đi cái cơ hội và chúng ta phải đợi 6 tháng đến một năm nữa đấy, đấy là ba cái thứ mà nó lộ lộ trước mặt chúng ta ngoài ra có những thứ mà nó không lộ ra trước mặt chúng ta nhưng mà chúng ta nhưng mà nó có ở trong interview uh, ví dụ như vấn đề coding interview chúng ta làm tốt Vậy, nhưng mà vấn đề code làm sao cho đẹp code làm sao cho readability maintainability đấy, cách đặt đặt tên biến đặt tên hàm trẻ biến trẻ hàm trẻ uh, hàm trẻ uh, function các kiểu thì chúng ta không biết thì dù chúng ta giải được thì họ vẫn có thể đánh chúng ta fail đấy rồi uh, một số cái behavior ví dụ như chúng ta có những cái red flag mà trong behavior chúng ta không có thì nó cũng là những cái thứ mà nó lệch là... rồi system design cũng thế khi mà system design thì chúng ta học khá là học vẹt chúng ta nói về cái system nhưng mà khi hỏi sâu cụ thể vào một thứ đặc biệt là ví dụ cái implementation của cái đấy mà chúng ta không biết thì họ cũng có thể đánh một dấu chấm hỏi ở đấy. Thì đấy là những cái mà thứ mà chúng ta đã đã thấy đúng không? Vừa phải tập trung nhưng mà tập trung, nhưng mà cũng phải vừa phải đầy đủ trong để mà chúng ta có thể vượt qua được cái uh, những cái vòng phỏng vấn của Big Tech. Em nghĩ thế thì uh, ok thì bây giờ giải thích rõ một chút ra uh, đó là bây giờ nhé có vấn đề này nhé là giải quyết cái issue đầu tiên nhé rất nhiều bạn bảo đi phỏng vấn uh, rau coding ừ. nhưng mà các bạn ấy bảo là làm tốt nhưng vẫn tạch thì, thì anh có thể phân tích là cái là các bạn miss cái gì không em đang nghĩ là cái vấn đề đó là bị dính những câu đường ừ. liền Dạ, yeah, thực, ra anh... nói về nói về coding thì anh thực sự là anh có cái sự ức chế của riêng anh đối với các bạn anh lý do là không nghĩ là các bạn làm tốt mà về các bạn tạch và lại còn nhiều bạn tạch vì một cái topic đơn giản là link list cái này chúng ta nói nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi à... đúng không tức là tức là nghe nghe qua link link list là một cái topic mà ai nghĩ là đơn giản nhưng mà rõ ràng là vừa rồi đúng không? những anh em và người khác cũng thấy là anh nghĩ là rất là nhiều bạn ở đây đã suffer ở chết vì topic link list và đã có những người ở level senior đi phỏng vấn level senior cũng chết vì topic list. Đấy, nên là ở đây nó có một cái cái vấn đề mà thực sự là cái vấn khi mà khi mà một chúng ta cái này anh nghĩ là may tâm lý, tâm lý mà theo cá nhân anh anh cảm nhận thôi. Tức là khi chúng ta đi phỏng vấn ở level mid hay là senior mà cái người interviewer họ hỏi chúng ta cái list là anh nghĩ là có lẽ là interview đã bắt top được chúng ta thì mới hạ hỏi câu đấy. Trước khi interview thì bao giờ interview họ cũng có khoảng ba ít nhất là ba câu hỏi trong đầu để tùy xem cái behavior của ứng viên mà họ sẽ hỏi một trong ba câu đấy. Mà họ đã chọn câu link list thì khả năng là họ đã bắt top được cái vấn đề của chúng ta thì họ mới hỏi câu đấy. Bởi vì cái đơn giản cái cái vấn đề của link list là nếu biết thì em sẽ giải được. Còn em không biết thì có khi em ngồi mò đó và đặc biệt là manipulate cái chuyện mà link list ấy có khi nửa tiếng đồng hồ đến 45 phút không xong thì họ cũng quyền đánh fail đúng không? Nên là cái vấn đề này bị hỏi link list ở trong interview thực sự mà là là một cái mà anh nghĩ là khá hay và cũng khá risk cho các bạn và nếu mà các bạn bị hỏi link list như thế mà các bạn không vượt qua ấy, mà interview họ ghi lại cái record ấy là hỏi một câu link list và dưới này mà họ phê là họ viết là candidate không thể solve được cũng không thể manipulate được cái link list này thì có thể cái record đó sau này khi mà interview lại thì hiring manager hay là hr hay là phía sau ấy họ sẽ nhắm vào đấy và họ đánh tiếp nên đấy là một cái thứ mà uh, anh cũng muốn và uh, yeah, bạn nào đang theo dõi thì anh cũng muốn remind các bạn đó là có những cái kiến thức rất tầm thường nhưng mà nếu mà chúng ta lệch đi một tí chúng ta toàn quan tâm những cái thứ cao siêu cùng chúng ta chết vì những cái đấy đấy là cái uh, thứ nhất về toán vậy um, còn uh, vấn đề thứ hai là rất nhiều bạn làm được thuật toán bạn nói là à, bài này em trúng tủ bài này uh, cũng không có gì khó nhưng mà cuối cùng nhận về kết quả là uh, yeah, unfortunately whatever right. thì thực tế các bạn nên biết là khi đi phỏng vấn thuật toán nó có nhiều thứ mà, mà nó không nằm hiển hiện trước mặt chúng ta cái thứ hiển hiện trước mặt chúng ta là một bài thuật toán hay tóm lại là các bạn giải lít cốt quen thì tương đương như vậy lít cốt nhưng phía sau ấy, cái bảng chấm của interview họ dài như thế này này họ có cái các cái thang điểm thì cái chuyện mà chúng ta giải được cái bài đấy theo time complexity và space complexity chấp nhận được thì nó chỉ có một một thang điểm đó là vấn đề correctness và optimal thôi đấy chứ còn có những thang điểm về readability Thang điểm về scalability, đấy, thang, thang, về, uh, thang điểm về forcing là chúng ta không biết nhưng phía sau họ sẽ đánh và so, forcing thì đơn giản là nếu mà các bạn đi phỏng vấn mà các bạn thấy là à họ hỏi một câu sau đấy họ lại follow up trên chính cái câu đấy thì là họ đang họ đang sẽ đánh cái vấn đề là là forcing của chúng ta là xem là chúng ta khi mà chúng ta viết code đấy chúng ta có thể trẻ được function hay không chúng ta để mà khi mà họ thêm yêu cầu thì chúng ta không phải xóa code mà chúng ta dựa trên cái code để chúng ta develop tiếp thì nếu mà bạn nào mà biết được cái này và biết được cách viết code clean code đẹp thì nếu mà có những câu follow up như thế thì cái vấn đề mà uh, vấn đề for sin này thì sẽ được điểm là 5. 5 5 đấy thì có những cái thang điểm đấy mà anh muốn nói với các bạn là nó không hiển hiện trước mặt chúng ta như phía sau họ chấm đấy tại sao mà các bạn ra yeah, em làm được hết em, được, em làm được, bài này không có không có vấn đề gì khó cả không có vấn đề gì khó nên giả lý code còn sẽ có vấn đề nếu như họ chấm về cái, cái cách em viết code Đấy thì đấy là những cái thứ mà anh nghĩ là các bạn hay vấp phải Trong vấn đề đi uh, gọi là coding interview okay. Nếu làm thì có bổ sung thì vấn đề gì không nhỉ? Em nghĩ là cũng hợp lý nhưng mà tại do là anh nói cái vụ là link list ấy. Thành ra em cũng thấy khá phổ biến là các interviewer có thể chèn thêm những câu những con set fundamental vào Thì anh biết là ừ. đó là ví dụ như là lần trước là anh đã từng có một bạn đi Ở uh, Uber ấy. Họ hỏi bây giờ là cho một cái link list và một cái array uh, Static bây giờ là ừ. tính tổng sum dùng một vòng for thì càng nhanh hơn. Nữa. Thì ừ. ẩn sâu đằng trong đó nó là CS fundamental. Thì ừ. nếu mà không làm được thì gần như cũng có thể coi là một điểm liệt đó. Thì nói nói vậy. Anh nghĩ, yeah, anh anh nghĩ đấy là những câu mà thực sự là điểm liệt khi mà hỏi hỏi và những vấn đề như thế thì bản chất là chúng ta biết hay không biết đúng không? Đúng và... ạ. Thì, thì, thì nếu mà chúng ta không biết cách giải thích thì chắc chắn là họ có quyền họ phê vào thẳng luôn là à cái vấn đề này không nắm được mà cái vấn đề này không nắm được thì khi mà những cái vấn đề mà thuộc về với với cái cách hiểu của họ nó là vấn đề bắt buộc phải nắm mà chúng ta không nắm được thì cái chuyện là ăn cái vấn đề điểm liền là chuyện đương nhiên à, thực ra thì rất nhiều các bạn đi phỏng vấn họ chỉ quan tâm đến gọi là code đi interview thực ừ. sự thì nếu mà thuần code đi em nghĩ biết bây giờ là chỉ có google hay meta thì mới ra Uh, ừ. theo cái check về team với các bạn ừ. thì uh, Meta nhưng mà những cái công ty khác thì không thường thường họ sẽ chèn thêm Uber có thể chèn thêm về uh, CFRENTAL nhá đúng không? cái là check rồi uh, Tiktok thì chắc chắn ừ. rồi Microsoft đợt này học sinh của uh, Azure đi thi Microsoft cũng đầy luôn CFRENTAL có, có collect một mã rồi chưa ừ. kể đến những công ty khác như Grab thì chắc chắn là Shopee nên thành ra nói là cốt đinh rao nhé thực sự đôi khi cái, gọi là cốt đinh rao đôi khi nó nghe rất nguy hiểm nhất thực sự cũng không thể tìm được cái cái rao nó hay hơn em hiện tại em chưa chưa thấy nên là để ừ. nói ngắn gọn hơn nhưng mà các bạn hay lầm tưởng cái tên đấy thành ra chỉ ôn cốt đinh thôi thế nên em chết dở anh hòa ừ. Thực ra thì anh nghĩ là cái cái vấn đề coding bây giờ Kể cả cái hôm đấy Nếu mà các bạn thử hỏi SA xem thì SA nói gì Thì tất nhiên là cái này SA họ không nắm chắc nhưng luôn luôn họ nói là algorithm và ngoài ra thì hỏi về past experience và any uh, có thể là some question about uh, technical kiểu như thế đúng không? Ừ. Tức là không có limit nhưng mà hôm đấy sẽ tập trung vào thuật toán. Tập trung vào thuật toán không có nghĩa là 100% nó là thuật toán mà người ta sẽ hỏi thêm. Thì uh, ngày xưa thì em nghĩ là các công big big tech thì standard hỏi thuật toán thì hỏi thuật toán, không phải hỏi cái khác. Nhưng mà đến hôm đấy nhưng mà đến bây giờ thì chúng ta vào mà chúng ta không chuẩn bị đến hôm đấy chúng ta sẽ sẽ bị bất ngờ bởi vì uh, thực ra 45 phút việc đầu tiên là họ sẽ hỏi khoảng là một cái câu về CV ngắn gọn sau đấy là họ thuật toán và sau đấy thì họ hỏi, nếu mà còn thời gian chúng ta vừa tốt giải xong thuật toán thì họ sẽ họ còn gì đâu hỏi một là họ hỏi follow up nhưng mà nếu họ cảm thấy ở à, thằng này có strong thuật toán rồi follow up thì cũng vô dụng thì họ sẽ biến thành CS fundamental họ hỏi vài câu về technical đấy thì lúc đấy mà chúng ta không chuẩn bị thì cái vấn đề là tự nhiên chúng ta để làm một cái red cho interview rất là cao vâng thì nhớ đấy thật là nhớ cái từ CS fundamental đã có từ fundamental tức là gần như là các bạn nên là phải biết nên là ừ. thành ra là các bạn mà ôn cái đấy nó không không được thì nó rất là khó nên thành ra là lý do vì sao mà các bạn là đi phỏng vấn các bạn phải care gần như là toàn bộ và đương nhiên phải research công ty nên nó hỏi gì nếu có xếp ban thì hỏi đặc biệt là còn nữa đó là các bạn còn fail của past experience nhé em đã đọc rất nhiều feedback và cũng thấy mà cả em đi hỏi thì họ không ừ. nắm chắc được cái cái project họ đang làm thực sự ừ. cái project thường thường hỏi đó là tầm độ vài năm trở lại trước thì các bạn không nắm nữa nó cũng là một cái điểm red flag khi mà đi phỏng vấn tại vì không biết mình đang làm cái gì thực sự cái này khó quá đó là cái mà các bạn là rất là phải cẩn thận khi ghi về CV. Chọn những cái thứ mà các bạn nắm chắc là tâm kỹ. Cái này chắc là anh Hòa cũng học nhiều rồi nhỉ. Những cái vụ đấy, thì, cái, cái cái vấn đề mà hỏi về một cái project uh, hay là past experience trong 3 năm gần nhất ấy thì bây giờ anh nghĩ là các bạn đi uh, phỏng vấn thì các bạn sẽ gặp tôi. 10 phút đầu chắc chắn là người ta sẽ sắp uh, sau introduction người ta sẽ hỏi. Sau đấy thì mới đi vào code thì cái vấn đề này đó còn hai thứ nhất là nếu mà các bạn đã ghi ghi vào CV những thứ mình không làm thì các bạn một là các bạn phải sửa CV ngay hai là các bạn phải về tìm hiểu lại nắm cho chắc tóm lại là cái gì mình ghi vào CV này nắm cho chắc cái thứ hai là có thể đấy là kinh nghiệm thực tế của mình nhưng mà vì mình không chuẩn bị nên đấy khi bị hỏi cái tự nhiên bắt đầu mình mất thời gian mình nhớ lại ví dụ như cái project mà có thể mình làm khá khá project mà Họ hỏi về một cái project Cái đây khoảng 2 năm 2 năm rưỡi Thì lúc đó tất cả các con số Hay là thậm chí cấu trúc uh, Architecture của cái project đấy Và Và những cái thứ uh, Suffer mình đã trải qua Khi mình quên mất Đấy Thế nên là Cái vấn đề Một Vấn đề mà Vân Anh hay nói với các bạn Trước khi đi interview Là bất cứ cái vòng nào Cũng nhìn cho lại cho chắc Cái CV Có những vòng người ta hỏi CV rất là kỹ Nhưng có những vòng người ta hỏi Thường là hỏi 3 năm gần nhất Thì Hãy nắm cho chắc chúng ta phải có chuẩn bị hãy nắm cho chắc những cái thứ mà chúng ta làm trong 3 năm gần nhất thì khi mà vào họ hỏi những con số này những cách mà chúng ta làm này cái challenge là cái gì họ hay hỏi cái câu là what the challenge kiểu như thế thì chúng ta phải nêu ra ít nhất là một cái challenge trong đấy trong cái project đấy thì lúc đấy chúng ta phải nhớ lại đúng không nếu thì nó lại mất thời gian rồi chúng ta nên chuẩn bị trước đấy đấy là cách cái, cái cách mà có thể vượt qua được cái vấn đề này chứ nó cũng không có gì khó cả về vấn đề này À, thì ngày xưa em đã từng đọc được một cái feedback cũng cho fail ừ. ở công ty anh em mình đã từng làm ừ. đã và đang từng làm anh biết công ty nào đấy ừ. thì có ghi là cái bạn đấy làm bạn ấy làm một team authentication thì có ghi là ở nói chung là không nắm rõ về project nên là bạn ấy fail đó là một trong những điểm mà bạn ấy bị fail Nó khá là đáng tiếc mà bạn ấy còn đang làm luôn đấy nên thành ra là đó là một cái ví dụ điển hình để cho các bạn biết là phải hết sức hết sức tập trung đó là kèo tất cả các trường hợp chứ không phải là đi cố định thì tại vì thường thường đi phỏng vấn là có mấy round này mà Coding định này xin được mình ra và có thể là các bạn là can trở phí hay bia về nhưng mà đây hôm nay mình đã phân tích từng cái không bây giờ đang là cố định đúng không anh hòa bây giờ nách tiếp nhé nách tiếp xin mình ra được, nhưng time. Mà coding từ, từ trước khi qua system ra Thì anh muốn nhấn mạnh với các bạn okay. Lại một lần nữa ok Làm được bài không phải là pass coding Mà cái này nó đã chứng minh rất nhiều rồi Và anh nghĩ là rất nhiều bạn học ở đây là Nhấn mạnh một lần nữa Trong coding có rất nhiều thang điểm Mà lead code không dạy cho chúng ta Code force không dạy cho chúng ta Nhưng khi interview chúng ta phải biết Đấy là những thang điểm về readability Maintainability và forcing Đấy, đấy là những cái chúng ta phải biết và cái này chúng ta phải tập chứ lead code không dạy cho chúng ta code force không dạy. Do đó, đó cái chuyện làm được hay không làm được chúng ta phải để ý thêm vấn đề này nữa. Đó, thực ra là team của Azure World, đúng là mặc dù có mấy bạn làm ở Big Tech, team ấy, cũng xuất thân từ ACM và Nufeno cơ. Nhưng mà nói thật là các bạn ấy khi training thì ngoài cái việc là giải được bài toán ra các bạn còn hướng dẫn cho học viên về cái trình bày về cách triển khai Đúng không? em nghĩ cái đấy nó sẽ là mang nhiều giá trị hơn chứ còn ừ. nếu mà đi uh, học về mấy cái cấu trúc dựa giải thuật thì có thể học ở trường học thầy cô và uh, lên mấy cái Udemy là ừ. đạt được chứ còn nếu uh, về thuần về training về interview thì anh nghĩ em nghĩ uh, somehow là uh, team mentor chúng mình làm rất tốt đấy, anh ạ ừ, để okay. tránh được red flag. ok à, anh nghĩ là, là, chúng ta có thể mua qua system visa chứ nói nói code nữa có khi uh, <laughs> thêm 15 phút nữa à. anh lại bương ra mất OK. Thì thì tại bây giờ... vì thực ra nói về cái lòng cốt này mà làm việc mà không phát thì quá nhiều từ. Thì... Yeah. OK. Ừ. Tiếp thì lại xin từ Nhưng mà nói là nói là xin ra nhé. Nhưng vẫn có rất nhiều công ty nó chèn những cái câu điểm liệt vẫn set vẫn là uh, đúng không? Set vẫn vẫn là pass project không tránh được. Ừ. Tại vì mỗi vòng nó sẽ là một interview mới. Họ muốn biết thêm context. Ừ bạn Nên là ok, anh phân tích đi. Đầu tiên là phân tích cái điểm liệt thì em nghĩ là xét ví dụ bạn trả lời một câu xét đơn giản mà sai, em nghĩ là mặc dù mà tỷ giai nó rất hay nhưng mà cũng ra đề Và đặc biệt nhé trong cái system design round có một cái gọi estimation. Rất nhiều bạn, em gặp rất nhiều bạn nhé là đổi nhầm thang cái phần estimation ấy, đổi ừ. nhầm là một tra là không biết là bao nhiêu bao nhiêu bài. Tầm nhầm là 7 bài, đoán 9 và cho thực sự nhé, cái này nhá nó toang nhá ông nào interviewer ông ấy không quá chặt thì không nói nhưng mà ông nào chặt ấy, riêng nói mấy câu đấy thôi là, là đã đã cho là nghĩ là học vẹt rồi đấy nên thành ra là thực sự là somehow là chưa kể là phần design API các kiểu nhé đặt nó nhiều cái nó không chuẩn nhé em đã gặp trường hợp này nhé là các bạn đặt cái fill tên 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 cái tên là payload mà em hỏi là payload là gì bạn thì thì bạn ấy trả lời nó là tên một cái biến phi ở trong parameter mình cứ buồn cười nhưng mà payload là <laughs> ôi các ông này học payload <laughs> thì nó phải phải xem xem là tính chất của cái api đấy là nó đang làm cái gì Đúng không? thì các đấy, bạn ấy yeah. giải thích định nghĩa nó không 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 được yeah. cái này là học trong back end rồi chẳng hạn và các bạn giải thích mà các một số gặp trường hợp như học vẹt nhé chắc là học ở alexu các bạn đấy là cache cái internal mấy cái database uh, API ấy. Các bạn dùng CDN các bạn cache rồi sợ, sợ quá Tại nghĩa là dùng redis CDN uh, để cache mấy cái static file bên ngoài ấy. Ừ. Tức là dùng service A gọi nhá Để cache tinh các bạn ừ. Add một cái layer là CDN để cache Mình cứ buồn cười chưa rồi, rồi lại học hẹt thôi Thế <laughs> thành ra lúc trước đó là, là perform rất tốt nhá Mọi thứ activation nhá Rồi các kiểu care file rất hay, nghe rất hay Nhưng mà chỉ cần nói một hai câu kiểu đổi cơ số sai hay là cái gì đó sai và cái rất nhỏ của khoa máy tính thôi hoặc là những cái phần của back end thôi là mình em nghĩ là có thể họ làm cho phê rồi tại vì nó 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 red flag quá mình nghĩ là đang là học vẹt các bạn phải rất là yeah. Gửi. anh hòa thì nghĩ sao ra cái vấn đề phỏng vấn system design bây giờ nó mang cái tính chất là Ok chúng ta nhìn system design tóm lại là cái gì Thì cái cá nhân anh thì anh anh đã gặp hai cái kiểu vòng system design nói là nói là vòng system design nhưng cái cách hỏi là nó khác nhau cái kiểu thứ nhất là theo kiểu system design chúng ta biết tương cho một cái một cái gì trên trời đấy về bảo chúng ta design đấy là cách cách mà chúng ta thường viên cái cách thứ hai là uh, hỏi sâu hỏi vặn vẹo tức là uh, đi Tức là ví dụ bảo là đang có một cái trading platform, beta à, đang develop một cái trading platform, giả sử mày vào trong team tao và tao gặp cái vấn đề này thì mày uh, design như thế nào. Đấy kiểu như thế, họ hỏi là cái product của tao đang như thế này nha. Đấy, và ừ. bây giờ giả sử mày vào trong team tao thì cái vấn đề đó mày xử lý như thế nào? Mày design ra sao? và ném thẳng vào luôn. Xong rồi uh, xuống đấy, thậm chí là hồi đấy anh còn bị hỏi là cái 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 retry mechanism của mày mày viết như thế nào? Đấy, nếu mà mày phải, mày, mày code bằng Java mày có thể đọc luôn cho tao cái đoạn code đấy không? Uh, retry như nào? Đấy, viết như nào? Dạ, thì anh bảo là retry bao nhiêu lần đấy không có thì push vào dead letter queue. Rồi sau đấy lại listen từ dead letter queue để xử lý sau kiểu như thế thế thì mày mày viết code như đọc mày có thể đọc luôn cho tao. Cái kiểu như thế là đầu tiên này mới cả. Đấy thì cái kiểu này thì anh thấy hiếm nhưng mà chúng ta quay lại cái kiểu đầu tiên. Thì cái kiểu này standard hay gặp hơn là đưa cho chúng ta một cái vấn đề uh, trên giờ như thế và bảo chúng ta đi ra thì ở đây cái system design cái này này nếu mà gọi là cái kiểu đầu tiên đấy thì interviewer thường họ không hỏi chúng ta những thứ chúng ta đã làm mà ví dụ như chúng ta làm từ xuất thân từ e-commerce thì interviewer không bao giờ họ hỏi chúng ta đi ra e e-commerce họ sẽ hỏi chúng ta đi ra youtube chat system hay là cái gì đấy mà chúng ta mà từ một công ty payment chẳng bao giờ tính câu câu payment đấy Thế thì cái vấn đề là system mình ta là vấn đề chúng ta không biết. Mà cái nữa là chúng ta không thể nào chúng ta biết hết tất cả các kiến thức mà ở uh, uh, của system. Mà thêm nữa là kiến thức chúng ta không biết chứ đừng nói là chúng ta động vào tất cả các cái system đấy. Bây giờ giả sử đơn giản design một cái car healing như như Grab như Uber. Kể cả Lâm ngày xưa làm Grab cũng không gọi không làm về mạng car healing đúng không? Uh, Nên là cái vấn đề put, put short thôi. Đúng không? Em chỉ là phần phần sở thôi. Đấy, rất nhiều bạn làm Uber có có làm cái hướng link đâu. Thế thì đừng... thế nên là những bạn không làm Uber, những bạn làm công ty khác thì làm sao Và đã bao giờ đụng vào cái đấy đâu mà biết là cái system nó trồng như thế nào. Tất cả những thứ chúng ta nói, chúng ta nghĩ hoàn toàn là do chúng ta đọc. Chúng ta xem YouTube, chúng ta đọc uh, blog, chúng ta đọc sau rồi chúng ta suy nghĩ theo hướng của chúng ta và chúng ta tích lũy kinh nghiệm. Chứ hoàn toàn là không phải kinh nghiệm thực chiến của chúng ta. Thì system design nó là như thế. Nó hỏi chúng ta một vấn đề mà chúng ta chưa bao giờ gặp. Đấy, thì ở đây thì có những cái thứ mà anh nghĩ là các bạn dễ vấp Về đầu tiên là uh, clarification uh, với lại uh, estimation là cái này công thức, thì bạn anh cũng đã dạy cho các bạn đến gọi là tận răng là có công thức rồi. Nhưng mà bạn nào áp nhầm công thức thì bạn ấy chết. Nhưng mà áp cho đúng công thức thì nó như văn mẫu ấy, không có vấn đề gì cả. Nhưng mà đến cái phần API design ấy, thì là nó bắt đầu thể hiện cái tư duy của các bạn. Là xem thử là các bạn định hình cái system đó Nó gồm những cái user behavior và cái action như thế nào Thì nó mới ra API design Chứ đâu phải system nào cũng như system nào có API đâu đúng không uh, API của system đâu phải giống nhau hoàn toàn đúng không Đấy Thế thì bắt đầu từ API design Là nó thể hiện xem là cách các bạn tiếp cận vấn đề là nằm từ cái API design Được chưa Xem là ví dụ các bạn send cái request này thì có biến nào Đấy, ví dụ như có cần user ID để request cái này hay không? Nếu không cần thì sao mà cần thì sao kiểu như thế? Hay có cần idempotent không? Tại sao? Đấy, thì cái này nhiều bạn, việc đầu tiên là cái API này mà các bạn nắm không kỹ là đã có red flag rồi. Tại vì đơn giản, nếu mà cái API đấy mà họ họ nghĩ, họ expect là phải có idempotency mà các bạn không nói và các bạn cũng không phát hiện ra được thì lát nữa chắc chắn là họ sẽ xoáy vào đấy nên là cái bắt đầu từ cái cái bước API design là đã có một cái pitfall lớn của các bạn rồi. cái tiếp theo nữa là uh, nhiều bạn uh, quen với REST rất thích uh, design API dưới dạng REST nhưng mà cái cấu trúc design API của của các bạn lại không chuẩn. đấy ví dụ cái cái URL của REST ấy, thực ra nó phải có có standard nhưng mà các bạn viết uh, long ngoan cả lên thậm chí là dùng cả verb ở trong cái API ở trong cái URL đó thì cái đấy nếu mà họ mà họ quen về REST thì họ đã nhìn ra là à các bạn này dùng verb ở trong uh, REST REST API URL là chắc chắn là mà và họ sẽ question đấy. cái thứ hai là plural hay là không plural thì cái này có nhiều cái uh, debate khác nhau nhưng mà các bạn phải consistent nếu plural thì các bạn phải dùng plural còn không plural thì nếu mà single thì các bạn phải dùng single cái này phải consistent. Đấy, thì đấy là những cái mà uh, IP phone mà cho các bạn nào thích design theo kiểu REST. Thì khi mà bên anh em mình dạy system design đúng không? Thì mình vẫn dạy cho các bạn REST nhưng mà mình khuyến cáo là đừng có viết API dưới dạng REST. Đúng không? Đó có một cái tip nó mình mình khuyến cáo là REST là như thế này nhưng mà nó có những cái pit phone mà 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 bạn nào không quen về rest với cứ viết kiểu rest đặc biệt là rất nhiều bạn thích dùng verb rồi uh, plural với single trộn lẫn với nhau là là sẽ lòi ra vấn đề đây là mình mình vẫn khuyên các bạn là viết API dưới dạng là giống như IPC ấy đúng không và viết ngắn gọn dễ thì đây là những cái pitfall um, đấy nó thể hiện ra là các bạn có handle experience này hay không rồi. cái vấn đề tiếp theo là database như nãy lầm nói đúng không database thì có estimation sẽ là cái độ một ngày chúng ta có thêm bao nhiêu data thì chúng ta mới xem được cái cái độ mức độ, cái độ đe, data nó tịnh tiến như nào và uh, chúng ta tính đến và ta scale sau này đúng không? Thì như bạn đổi sai. Ví dụ cái character là cái uh, ví dụ cái file file ví dụ file ảnh file video chúng ta có thể estimate nó sai tí cũng không sao. Nhưng mà cái character ừ. hay là in 32 in 64 long in kiểu thế thì xin uh, lỗi uh, big in uh, kiểu, kiểu như thế thì thì chúng ta phải biết nó là bao nhiêu để chúng ta nhân lên đúng không? nhân với số lượng dòng để nó lên thì cái đấy mà chúng ta sai thì nếu chúng ta nói lỡ mồm chúng ta nói sai mà chúng ta biết chúng ta nói sai thì chúng ta sửa ngay tại ai ai cũng có vấp nhưng mà nếu mà chúng ta sai thì kiểu chúng ta nói xong chúng ta không biết thì thì tự nhiên nó nó red lên Red quá luôn đúng rồi đang hay em gặp mình trường hợp đang nói đang hay tự nhiên nói mình cái cơ bản hay là cho mình cứ phải suy nghĩ hình như cậu này học vẹt đúng, à, đúng, hình... đúng rồi. Mà mà bản chất là thực ra đến đến bây giờ khi mà đi phỏng vấn system design thì anh thấy cái phần estimation này là ở nhiều công ty họ họ vẫn bỏ qua khá nhiều khâu, tại vì họ muốn là, là cho chúng ta nhanh lên để chúng ta đến cái phần mà discussion, đúng, không, phần detail nên là họ họ cũng khá là dễ dãi vấn đề này nhưng mà họ dễ như thế mà chúng ta lại tự nhiên để cho họ một cái lấn cấn này thì nhiên họ quay lại họ hỏi họ bắt chúng ta estimate lại từ đầu theo như cái cách uh, kinh điển mà chúng ta không estimate được thì tự nhiên là chúng ta tạo cơ hội cho họ đánh phê chúng ta đúng không đấy thì những Đó cái vấn đề này chúng ta tất nên tất cả các uh... ấy, nó sẽ có những cái thứ rất là basic ông giống kiểu là estimation là có một cộng một bằng hai các bạn phải nói bằng ba được đấy nên là rồi. nhớ là những cái cái quá đơn giản thì các bạn phải phải nắm nó chắc Ừ. để tránh trường hợp mà interviewer nó lấn cấn ừ. đó đó là những thứ mà mình nói và đó, thì em nghĩ là khá là ổn và nhớ nhá vẫn là xếp phần rồi nó có, có thể hỏi chèn thêm mà đấy và ừ, cái project nhớ đấy ừ. em nghĩ là cái... ổn cái cái cs fundamental thì anh thấy là gặp ở cái phần mà uh, đi theo đi ra với lại uh, bottleneck uh, trade off discussion này khá nhiều đấy. cái này thì anh gặp những trường hợp là cái này ngày xưa anh phỏng vấn một số công ty lớn anh Họ hỏi thẳng luôn Mày nói uh, relational database Mày có thể cho tao một cái tên được không Bất cứ một cái tên nào mà mày nghĩ ra Tức Kiểu thế thôi tên Chỉ cần nói Mexico và ok Mexico, Mexico. Thôi. Không hỏi gì thêm Nhưng mà họ expect là Chúng ta nói ra Hay là cái tiếp theo chúng ta nói cache Push up một cái read thì chúng ta cache thế nó hỏi tiếp theo cache này là Là mày dùng cache gì mà vấn đề cache thì có có cái hay nó là cache thì có một cái là distributed cache là dùng Redis Còn cái ha, cái hai là local cache thì có thể dùng cache hoặc là nếu mà ok thì dùng trên RAM luôn. Đấy, thì lúc đấy mà nếu chúng ta nói custom vậy bà họ sẽ hỏi thế mày nghĩ cái này có cần distributed hay là từng instance nó có thể tự cache được. Đấy, lại bắt đầu ra một cái trade off. Đó là những cái khá hay mà trong họ có thể xoáy xoáy vào những chỗ đấy và họ hỏi chúng ta nếu rồi họ hỏi là nếu trường hợp này mà, mày đã gặp cái trường hợp này bao giờ chưa ở trong cái uh, experience của mày tao thấy là mày có ghi thế thì mày thử nói tao là ngày xưa uh, trong trường hợp mày mày xử lý cái đoạn này nào? nó y chang như cái bài đi uh, design hôm nay thôi mày xử lý như này đấy đấy là những cái mà họ có thể lồng vào. Thì thêm một cái nữa đó là em có thể add, add thêm vào ví dụ như hoàn toàn khi mà bạn design system system mà tồn tại một cái những con vũ cơ mà trong cái đó os có thể là kia con vũ cơ đó thì họ hoàn, hoàn toàn có thể nói cái giải thích cái trường hợp đấy để cho bạn xử lý như nào tức là họ cần cái retry tức là nếu mà bạn không hiểu OS là tại, tại sao nó key như thế nào rồi tray nào, nào ra sao thì các bạn hoàn toàn không thể là restart được tại con Worker hay là restart lại cái 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 task của bạn được nên thành ra là các bạn phải hết sức là cover cả phần xét phần tổ đó tại vì nếu học không, không, học được cái đấy thì cũng khó để có thể làm xét design nó hoàn chỉnh được nó không dễ dễ trap thì em nghĩ là tiếp nhé thì được hai cái rồi đúng không đa yeah, thì nó vẫn là vẫn là một câu chốt nha. System design là cái thứ chúng ta chưa bao giờ động đến, không có hand out experience thì người ta mới hỏi. chứ cái thứ chúng ta đã động đến, đã có kinh nghiệm rồi thì nó đã hỏi hỏi trong phòng hiring manager họ hỏi về past experience CV rồi chứ họ không hỏi về system design. nên bản chất system design chúng ta không biết, nhưng mà nó thể hiện cái sự tư duy và cái sự linh hoạt của chúng ta ở trong đấy. do đó để mà có tư duy và linh hoạt thì chúng ta cũng không nên học về. nó nó vừa giống môn văn, nó vừa không giống môn văn ngày xưa môn văn đọc uh, học vẹt thúy kiều xong đi đi thi kiểu gì cũng có điểm nhưng mà uh, bây giờ họ đòi hỏi nhiều hơn thế đấy tiếp thế bây giờ là được hai cái rồi đúng không kiểu ừ. trong uh, coding interview và xin ra interview thì bây giờ là behavior có rất nhiều công ty nó có hẳn round riêng có thể họ gộp nhá họ gộp ừ. trong độ 15 20, 20 phút cuối của các round có nhưng mà có nhiều cả, nhiều thằng nó tách à ừ. nó có thể đặt như kiểu là hiring manager có thể chuyên hỏi cái đấy cũng được ví dụ là grab có này à, ừ. có google có google là còn ừ. ta gọi một round nữa là google linux uber có uh, Meta, Meta là một vòng đi. Meta có uh, còn được không thì như tiktok thì em biết là gồm <laughs> 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 ok nhưng không sao nhưng mà tức nó sẽ có tồn tại những khoảng thời gian là các bạn bị thế nhưng mà vui vui nhá trong cái lao đấy nhá họ họ vẫn ép thêm mà mấy có tích được đợt này là Microsoft được rồi á mấy bạn bảo đi nhá đợt này học sinh của mình đi phỏng vấn ở đỗ rất nhiều nhanh nhá thì các bạn bảo có report cho em à HR đã bảo em à hôm nay bia bia review nhưng mà phút cuối nó đá cho mấy câu quyết định anh ơi mấy cô CS thật luôn quá cái này cái này là anh anh phải hỏi lại nhá. Các bạn các bạn nói là SA nói với em round cuối là round behavior interview. Vâng. Right. Hay là SA nói với em round cuối là round hiring manager interview. Hai hai <laughs> cái này nó khác nhau. Nếu round cuối gọi là round bạn sẽ gặp manager. Thì cái đấy chuyện nó khác nó không liên quan à. Cái này phân tích đi, phân tích cái hiring manager đi, em nghĩ là phân tích trước hiring manager sau behavior được không? Ok. okay. Thế này nhá. Bị nếu mà nó nói behavior interview Yeah, yeah. nó phải hỏi... nói rõ ra Còn nếu mà chỉ nói rao này là rao bạn sẽ gặp một anh manager Thì cái đấy không đơn giản, nó chỉ là vì hay về interview Bởi vì nếu cái rao đấy là gặp một anh hiring manager hỏi bất cứ cái gì No limit Thì, thì bây giờ uh, hỏi, hỏi CV này uh, Pass experience này uh, có thể là một câu cốt nhẹ nhẹ hỏi là cho bài toán này về giải như nào hỏi chỉ cần nói thôi không cần cốt đấy hỏi uh, một câu uh, sister dài nào nhẹ nhàng thôi cũng là nói thôi không cần trình bày gì nhiều hay là hỏi là mày biết gì không thì tao này nói mất mấy câu bị hay thậm chí là gọi cho một câu quiz quái đản này đó uh, ví dụ uh, uh, hà nội có bao nhiêu uh, nhà hàng chẳng hạn cái kiểu hỏi người sự đây, 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 cũng có đây, đây Ê, kiểu hỏi đây hỏi thế hay là bây giờ ở singapore có bao nhiêu cái gì đây thế thôi có bao nhiêu xe ô tô chẳng hạn kiểu thế cái đấy phân tích sau anh nhé bây giờ mình phân tích behavior trước thôi ok mình nếu mà thầm đi ừ. mình nhé thì... Không, thì, để nói với các bạn biết là khi, khi đến cái vòng này các bạn phải clarify là các bạn vòng tiếp theo là các bạn sẽ gặp một anh manager hay director rồi. Ừ. hay là vòng đấy chỉ nói về chuyện vì hay interview hai cái đấy là hai câu chuyện khác nhau đúng phân tích rồi? phân tích hai à, đừng có nhầm lẫn đúng rồi đừng có nhầm lẫn thế thì uh, vấn đề đầu tiên là nếu mà cái vòng đấy chính xác là vì hay yeah. mà thực ra thực ra thì thì, thì, thì... Anh cũng nói thật Trong thời điểm hiện tại Nên clarify Chắc của sa là vòng đấy Chỉ behavior Kể cả SA bảo là à, à, Vòng tới của bạn là vòng behavioral interview Thì mình cũng nên email lại Xác nhận là vòng đấy chỉ hỏi behavior Hay là hỏi cái gì nữa Cho chắc, chắc của, đâu có mình đâu có mất cái gì đâu đúng không đâu Và rồi? nếu SA sau đấy Họ nhắn tin lại ạ? Cái vòng này chỉ behavioral thôi Thì ok, còn nếu họ mà nói là cái vòng này bạn sẽ gặp anh manager, anh major đó chủ yếu sẽ hỏi về behavior uh, behavior của bạn nhưng sẽ có có thể anh hỏi về past experience các kiểu thì lúc đấy kem tốt nhất chuẩn bị hết đừng đừng có bị uh, nhầm lẫn ở chỗ này đấy right. thế thì quay lại vấn đề behavior thì uh... đây để, để, để em nói nói một số okay. thứ tại vì đợt vừa rồi là, là anh em thật là phỏng vấn càng level càng cao bia về càng, càng càng mệt phải nói thế đặc biệt là mấy cậu đi phỏng Amazon đợt này là phóng viên của Angelo đi đi sang Amazon thử khá là nhiều thử interview thì anh biết Amazon thì 17 bảy feet còn chưa kể là các công ty khác nó cũng có những value riêng em nghĩ là chuẩn bị không dễ các bạn cũng kêu than ẩm lên và thứ hai đó là BA review thì vừa nãy em quên hai lao kia kiểu gì nó cũng học gặp mấy câu đơn giản nhé em cũng tính một tí ở BA, một tí theo mi vào cho sao

cái câu này gặp từng vòng từng vòng là là nó có sai phép khác nhau cái câu nói chung là nó không hẳn phải là tell me about yourself mà là can you introduce yourself or may I know about what you're doing kiểu như thế tóm lại là giới thiệu bản thân okay. nếu cứ vòng HR ấy thì em cứ à, ta đang làm công ty này đang làm project này thay là gì làm làm là Stack là cái gì làm là xong đến cái vòng code thậm chí anh hay lấy cái vòng cốt thì càng đơn giản bởi vì chả ai quan tâm đến theo vì vào cho nhưng mà nó là thủ tục bắt buộc thì nói càng ngắn càng tốt chả ai quan tâm đâu nhưng mà nói cho đàng hoàng nhưng đến cái vòng vì thì theo vì vào cho là khởi điểm của một loạt các câu hỏi tiếp theo nên là, là nên là mỗi một vòng ấy là chúng ta phải hiểu được là là cái câu đấy là cái câu nghĩa là tiếp theo nó là cái gì Đấy, thì tiếp theo của theo me bao giờ sale ở ở trong uh, cái vòng cốt định ấy tiếp theo nó sẽ là bài cốt hay là hỏi uh, bạn năm kinh nghiệm rồi làm cái gì sau đó là cốt uh, System system design y chang nhưng mà tiếp theo của cái câu đấy trong behavior là bắt đầu một loạt một loạt từ đấy mà nó build lên đấy nên là thực ra là đôi khi uh, cái tip uh, của nhiều người cũng chỉ anh và anh cũng có áp dụng đó là đến vòng uh, behavior interview thì cái câu theo me about yourself ấy là mình phải đổi tất cả cái theo me about yourself mà cái câu suốt ngày mình nói mình luyện quen miệng ấy là chỉ áp dụng với cái vòng sa vào coding vào system design thôi nhưng đến vòng behavior cái câu hỏi là theo me about yourself là mình phải dùng cái format khác và phòng phỏng đấy chỉ dùng cho behavior interview một thôi và vì sau đấy nó dẫn ra một loạt các hệ quả mà mà cái cái người phỏng vấn mình sẽ hỏi tiếp nên mình phải đoán được thế thế thực sự thực ra đấy thực sự những cái thứ này em không nghĩ là các bạn ở bên ngoài các bạn tự biết đâu Chị, trừ khi mấy ông đi interview thật cái này em em thấy là khó phải nói thế đúng không Ờ, à, tại vì tại vì vấn đề là trong trong các cái vòng khác theo me bao yourself sale xong là full stop đúng không? là stop ở đấy không nói gì nữa không nói gì Và nữa. đi thẳng vào vấn đề technical nên là cái theo theo yourself bao thì em nói ngắn gọn tao tên gì đang làm ở đâu tách làm là gì I'm very happy to be here with you in the interview today Done. đúng không thế yeah tao hai bên giới thiệu sau để vào cốt nhưng mà cái behavior thì nó là thời điểm của tất cả mọi thứ thì nó khác ở chỗ đấy thực ra là nắm bắt được cái phần này em nghĩ là đó là lý do vì sao mà team team mentor angel Pro quyết định mở một cái core training chuyên làm về cái đấy đúng không à, cái này thực ra là ý tưởng đầu là để để luyện tiếng Anh cho các bạn chứ ra đấy mình mới làm thôi. Vấn đề là các bạn nhiều bạn đi phỏng để vấn quá. bị á khẩu, đi phỏng vấn bằng tiếng Anh, tiếng Việt thì nói rất tốt nhưng đến đến khi phỏng vấn tiếng Anh thì bị á khẩu. Thì thì cái này là vấn đề là push các bạn đi nói tiếng Anh thôi. Đấy, muốn muốn vào Big Tech không nói được tiếng Anh thì đấy. còn cái phần bị hay là chúng ta lồng ghép thêm để cho các bạn dễ học và cảm thấy là có một cái đích đẹp. Chứ không phải là đúng. giống như các chúng tâm anh ngữ bình thường là chỉ speaking về Uh, kiểu uh, daily life Không chính xác là cái cách viết Của những cái thứ liên quan đến uh, Speaking IELTS nó khác Tại vì đây là đi phỏng vấn của BAVL nó khác là Rất nhiều cái topic để Đúng ừ. là có những topic nhanh biết là Dựa vào những cái core của mỗi công ty đúng không Ví dụ của Shopee là ừ. cái 4 cái này. À của Grab là 4 cái hát ấy Hunger ừ. gì đó Còn Amazon là 17 leadership Thằng Google nó cũng có tức là mình sẽ phải viết tức là em thấy những cái ông interview đi đi phỏng vấn chuyên nghiệp ấy, ở những công ty ấy, thì họ luôn luôn là viết trước tự viết trước những cái đó những cái câu hỏi rất là popular cái ừ. cả viết theo mi bao rồi theo me do Paris Work hoặc là theo me vào do Work for Today to thì thì ừ. các bạn lại cũng viết trước và đặc biệt là những câu hỏi tình huống các bạn viết có khi là viết rất là chi tiết và các bạn được cố gắng là nói trong vòng bao nhiêu phút em nhớ là tầm độ 3 phút cho đến 5 phút ừ. rồi thì các bạn phải viết rất là kỹ và đặc biệt là phải theo đặc biệt là câu hỏi situation và phải theo một cái format nó nó tốt giống như kiểu style method chẳng hạn ừ. đúng không anh ừ. nên mà mà để fit trong 3 năm phút như thế thì em nghĩ là nó cũng không phải là cái gì đó nó 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 dễ nên thành ra là mình cái cái khóa kia cross training kia hy vọng là có thể viết được như thế nhưng ok đây bây giờ mình sẽ phân tích được cái và tại sao nó nó phức tạp nó trap đến thế mà nhiều bạn nhé coi nhẹ cái này lắm từ các bạn đến đi phỏng vấn các bạn rất là kiểu freestyle nhưng em không nghĩ là cái freestyle là phù hợp cho những người đi phỏng vấn chuyên nghiệp tại vì cái round này đặc biệt là các bạn phải thấy cái round này sa nó có thể nói là cái round này nó affect đến cái lèo hồ các bạn rất là nhiều tại vì một software engineer không phải chỉ đi mỗi code đâu họ phải sâu được cả những cái leadership hay những cái core value của công ty họ mong muốn thành ra là các bạn đừng có bao giờ xem nhẹ đến cái nhiều bạn nhé phỏng vấn ba dao tech rất ngon rồi các bạn ơi rồi đỗ rồi rồi nhưng mà bia bia nó có thể drop bạn down level bạn hoặc là cái đánh tạch bạn nếu mà dính flash flash rất rất nhiều đặc biệt là các bạn không flow theo một cái 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 phương thức chuẩn thì anh nghĩ sao vấn đề này Thành um, thực ra nó về cái vòng behavior interview nhé thì kệ nói về vấn đề level khi đi phỏng vấn đi. Ok, thì có hai hai cái thứ mà ảnh hưởng nhất nhiều nhất đến level của một software engineer đó là vào system design và behavior. Còn bạn nào mà phỏng vấn là, là manager ấy thì cái vòng behavior này còn kinh nữa. Bởi vì bạn phỏng vấn ở, ở role là people management chứ không phải là vào individual con, contributor. Thì um thì cái behavior này thì anh nghĩ nó là điểm yếu của người Việt mình uhm, Nếu mà nghĩ Quay lại nghĩ nhé Thì Thực ra Ấn Độ không giỏi hơn mình Về mặt technical Thậm chí vừa rồi có cái bài trên Reddit Cái gì mà Lan, lan truyền uh, Trên cộng đồng là cái gì Cái tin Ấn Độ Cái để sở đồ. bị Việt Nam cứ mất việc Cái kiểu đấy đúng không uh, Thì anh cũng không biết là cái Cái thông tin đấy là Là nói vui vui hay nói thật Tuy nhiên Để chúng ta thấy là Về mặt technical Việt Nam mình bị Ấn này có thể Nhanh nhau không vấn đề gì nhưng tại sao ấn độ đội ấn độ tràn ngập silicon valley đấy, rồi tràn ngập singapore tràn ngập cái chỗ khác tóm lại là sao thế đội đấy thì bị hơi việc quá tốt và anh em mình nếu mà ở đây ai đi làm ở nước ngoài cũng biết là đội ấn độ họ chém rất là tốt chém rõ speaking thì cái behavior này là thế mạnh của họ đó đó tại sao các sếp của công ty thì toàn người ấn cái này mọi người thấy đây là cái fact rồi mọi người có thể đi google xem người ấn là giám đốc CEO của những công ty nào đấy cho người việt mình có thế cái vấn đề này thì đây là điểm yếu cố hữu của người việt chúng ta không những mọi người đây mà anh lâm mẹ ai cũng thấy thôi lớn hơn anh em mình cũng có rất nhiều người họ cũng thể nhận đây là cái điểm yếu cố hữu của bản thân họ luôn thì cái vấn đề này thì chúng ta không thể kỳ vọng là chúng ta có thể bắt kịp cái trình độ gọi là luyện behavior interview của đội Ấn hay là đội ừ, Anh Âu Mỹ. Nhưng mà ít nhất về vấn đề behavior này chúng ta phải hiểu cái luật chơi. Đấy, chứ chúng ta chưa nói là chúng ta master cái cái cuộc chơi. Đấy, thì cái, cái vấn đề là behavior interview này hầu như trong sóc, cộng đồng software engineer Việt Nam thì mọi người còn chưa biết hiểu cái luật chơi này. Coding interview quá rõ rồi đúng không? Có một số cái uh, behind the scene Nhưng mà phía trước là, uh, là bài code System design mọi người cũng biết rồi Nhưng behavior này thì không phải trả lời kiểu nào cũng được Và sẽ có những cái thứ Mình không nên trả lời Bởi vì nó là behavior Behavior thì sẽ có những thứ mình nên nói Có những thứ mình không nên nói Có những thứ mình không muốn nói nhưng họ ép mình nói Thì mình phải uh, Lươn lẹo thế nào đấy Kiểu như thế Thế thì nó mới gọi là behavior Chứ đây không phải là câu hỏi yes no hay là này nọ mà mà đánh trực diện vào thì thì đấy là cái cái vấn đề của behavior này đấy thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải hiểu luật chơi chứ chúng ta kể cả engineer pro cũng không thể nói cũng, không dám nói là mình mình có thể master anh nghĩ là trong engineer pro chưa ai master được cái cái vấn đề behavior interview này nhưng hiểu luật chơi chúng ta hiểu đấy thì thông qua đấy thì bọn anh muốn dạy cho mọi người nói với mọi người biết là cái luật chơi cái luật của cái behavior interview này nó như thế nào để mọi người có một cái sự chuẩn bị việc đầu tiên chắc chắn là anh văn chúng ta phải ok và chúng ta không được á khẩu đi biển hay về interview là chúng ta phải nói liên tục trong vòng 45 phút và nói với một cái thái độ điềm tĩnh mặt khi nào phải cười như là tiếp viên hàng không ấy họ có interview họ có hỏi xoáy đáp xoay họ có dồn chúng ta như thế nào đi nữa thì mà chúng ta phải khi nào sẽ phải 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 cười phải cười phải tươi như tiếp viên hàng không ấy okay. <laughs> chúng ta mà offensive một phát chúng ta mà nóng mặt một phát bảo thế đấy thế đấy tao này kiện là là vì bị chúng ta fail ở chỗ này thứ nhất đấy là là chưa rồi thì thì chúng ta em phải hay. có chỗ lực lần đầu tiên anh đi vào anh bị uh, bị behavior, bị 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 interview thì thì anh cũng nóng mặt bởi vì interview họ sẽ hỏi dồn chúng ta hỏi ép chúng ta chúng ta xử lý đặc này. biệt là gặp ông ba tư và vậy. dần dần thì đúng cuối một. cùng ờ đúng rồi rồi, ông trong Paris thì trả vấn đề tôi chưa biết câu hỏi cái gì nhưng mà Ờ ừ. mà mà gặp những ông đấy thì tự nhiên thấy tự nhiên mình trả lời thế này mà ông ấy vẫn moi được điểm của mình ra mà hỏi nhá. Đấy, kiểu, kiểu như thế. Thì nói chung sau sau những cái kinh nghiệm đau thương thì mình rút ra bài học là khi nào một cái vòng này kiểu gì mình cũng phải cười. Và tốt nhất là đi phỏng vấn thì nên cười. khóc trong lòng thôi. Đấy. thì đấy là vấn đề đầu tiên của behavior. Đấy. chứ không phải là cười. đây nói chung là chúng ta phải biết uyển chuyển nói là nếu mà dùng cái từ ngữ nói giảm nói tránh thì uyển chuyển còn nói thẳng ra là chúng ta phải biết đi đường vòng lươn lươn lẹo lèo một tí thì nó mới là bị hay vừa trong này tại vì cái chỗ này họ test chúng ta thứ nhất họ muốn xem con người chúng ta như thế nào nên là họ phải hỏi vận chúng ta cái thứ hai là họ muốn xem chúng ta điêu với những cái tình huống như thế nào cái thứ ba là họ muốn xem chúng ta đi với con người như này. Đấy thì chúng ta biết là cái từ chuyên môn cái từ mà chúng ta gọi là politics đúng không? Trong công ty nào cũng có politics. Thì đây là cái vòng mà họ muốn xem cái chúng ta là chúng ta thuộc về cái kiểu politics nào, politics tốt hay là xấu hay thậm chí chúng ta chả biết gì về politics. Thì chúng ta cái này chúng ta nên biết một tí về politics và chúng ta thì tùy con người chúng ta. Nhưng họ Tất cả công ty anh nghĩ thế Đều hy vọng là Họ tuyển được những ứng viên Mà theo hướng Politics thôi đấy, Thì Đấy behavior thì Tiếp theo là Trong behavior Bởi vì thế Nên nó là Thực diện mài phục Nó có những cái trap Và Chúng ta Again okay, Chúng ta không thể master Được những cái, những cái Cái cuộc chơi này Nên là Chúng ta Sẽ có những lúc chúng ta Phỏng vấn chúng ta Dẫm phải bệnh Chúng ta dẫm phải bệnh Thế thì cái chuyện mà chúng ta vẫn phải bẫy trong một cái bị hay về interview cái chuyện đó bình thường nếu không thì đâu có sinh ra mấy cái ông manager chuyên đi hỏi chúng ta chuyện đấy nhưng mà khi chúng ta vẫn phải bẫy rồi làm sao chúng ta vượt qua và chúng ta vẫn bình tĩnh về chúng ta trả lời những câu hỏi tiếp theo và làm cho cái buổi phỏng vấn đấy nó thành công và để lại một cái impression với nhà uh, tuyệt, uh, với với interview là à cái thằng này có thể nó thiếu cái này nó thiếu cái kia nhưng mà general nó có thể là một teammate tốt nó có thể là một team contributor tốt và nó có thể fit với lại cái công, uh, cái công ty cái company này uh, in the long term thì đấy là cái uh, target của cái behavior interview chứ không phải là dẫm một cái bẫy phát là họ đánh trượt không có chuyện đấy họ tìm những con người mà có đang fit được với cái tầm nhìn với cái văn hóa và, của công ty cũng như là với team đấy. em nghĩ rất hay, lý hợp lý. Nên là thành ra em nghĩ là chính vì vậy uh, nó không dễ thế nên là phải chuẩn bị viết trước và thường thường là bây giờ là tiến chính anh em mình còn tổ chức cái gọi là training bootcamp course để giúp cho các bạn học viên để viết được những cái đó trước để ở nhà đi dù sao viết trước nó cũng đỡ bị khớp để để cover ừ. đương nhiên là cũng không thể cover hết quá nhiều cái topic được nhưng mà bạn phải viết trước để somehow nếu mà đi phỏng vấn nó, 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 nó trơn nó vào đúng câu đấy thì mình khớp khớp còn ngoài ra nếu trong trường cần freestyle thì mình biết là cấu trúc như nào À, có thể là xem là câu từ độ tầm bao nhiêu câu để có thể fit được trong vòng ba đến năm phút Để là hợp lý anh Hoàng nghĩ sao? Thực ra thì anh em mình đều có trải nghiệm của Amazon rồi đúng không? Có. Hay là bạn nào có trải nghiệm thì bạn bạn biết đâu, mà không, bạn, bạn đâu nào đâu. chưa có trải nghiệm thì cũng có thể Google xem là trải nghiệm phỏng vấn Amazon như thế nào thì cái phần behavior này thì ai cũng nói như nhà uh, nhà tôi là thậm chí là SA Trước khi uh, phỏng vấn họ gửi luôn một cái um, document là cách chuẩn bị phỏng vấn về behavior của um, Amazon. Thì bao giờ người ta cũng khuyên là chúng ta viết trước các câu chuyện của chúng ta, write your own story về những cái uh, leadership principle những cái core value. Đấy, thì khổ các hạ Amazon ngày xưa là 15 16 thì bây giờ là 17. Đấy. 17 cái đấy và họ suggest là mỗi một cái um, principle đấy thì mình viết 2 story thì cái nhân đôi lên là, là thành hơn ba chục thì cũng may mắn là nếu chúng ta không phỏng vấn vị trí manager thì có vài cái core value trong đó, đó họ sẽ qua list cho chúng ta là họ sẽ không kiểm họ sẽ không test cái này bởi vì cái này thuộc về people management nhưng mà thì còn lại khoảng 15 15 nhân 2 thì cũng là 30 story 30 story thì chúng ta chuẩn bị nào thì cái cái guideline rất là rõ ràng viết trước triển khai theo cái star framework là situation task action và results. Đấy. Viết. Rồi hấm nhuần. Rồi sau đó trong interview chúng ta nói. Đấy là tại sao mà cái kỹ năng viết. Rồi cái kỹ năng cảm thụ chính câu chuyện của chúng ta. Và sau đó cái kỹ năng speaking. Nó rất là quan trọng trong cái vấn đề behavioral interview này. Nếu mà chúng ta bước vào cái behavioral interview. Mà chúng ta hoàn toàn không có sự chuẩn bị bằng cách viết. Hay là chúng ta ngẫm nghĩ về câu chuyện của chúng ta. Thì chắc chắn là chúng ta bị khớp. Bởi vì tưởng tượng là trong khoảng 45 phút như thế thì họ chiếm hai phần, phần đầu tiên chắc khoảng 30 đến 35 phút. Là họ hỏi dồn chúng ta và 10 phút còn lại là đến lượt chúng ta hỏi họ. Thì có khi chưa đến cái phần 2 thì chúng ta đã đã tụt hết mút rồi và chúng ta không còn sức chiến đấu nữa. Đấy chưa kể uh, chưa nói đến là cái phần thứ hai thì chúng ta phải hỏi những câu thông minh. Chúng ta phải làm sao mà vặn cũng phải cố gắng vặn vẹo lại họ và để làm một cái ấn tượng tốt với họ trong cái interview này. Đấy, thì đấy là những cái mà Những cái thứ mà anh có thể chia sẻ về Cái Behavioral uh, interview Cũng như là đặc biệt là về Amazon uh, Leadership Principle Tự nhiên luyện writing IELTS yeah. nha Thực ừ. ra thì Thực ra thì anh Anh nghĩ là cái này IELTS cái kiểu IELTS Cái này không phải IELTS Nếu mà cứ luyện writing IELTS Thì bất cứ bạn nào Mà có IELTS tốt thì Có thể trả lời Leadership Principle của Amazon này các công ty biết Tại những chuyện đó đâu xảy ra ừ, Chuyện đấy Tức là đó người đã viết văn hạn đã viết được báo nhưng mà nó có cái sự liên thông với nhau nghĩ đúng nhưng mà nói chung là phải biết trước đó, đó yeah. là viết sự cần thiết ra biết. cái IEL nó cho chúng ta một cái kỹ năng rất là hay mà cái này đây nhà thấy ở đội Ấn Độ rất là giỏi đó là họ sử dụng những cái những cái strong word những cái từ mạnh mà chúng ta thì không biết à, đúng, đúng. ví dụ chúng ta viết viết những cái đoạn văn đó bình thường nhưng mà bọn ấn nó sẽ từ dùng cái từ là uh, những, nó dùng những cái tính từ ấy và người viết là trong tiếng anh ấy viết viết mà thay đổi tính từ ấy cũng cùng một nghĩa nhưng mà nó mang cái tính nhấn mạnh và nó in check vào cái đầu người đối diện một cái impression rất là lớn luôn đấy thì, thì đấy là là cái eo mà nó nó sẽ cung cấp cho chúng ta thì cái kỹ năng đó mà khi chúng ta viết ra được một cái đoạn văn và chúng ta biết là có những cái điểm nhấn vào những cái từ đấy thì khi chúng ta nói tự nhiên nó sẽ smooth và sẽ smooth sẽ linh hoạt thì khi chúng ta nói chuyện với hiring manager trong cái vòng behavior interview này thì chúng ta sẽ để lại cái impression tốt hơn rất nhiều em nghĩ thế ok đấy là kỹ năng mà chúng ta có thể sử dụng và đấy rất là tốt trong cái vấn đề behavior interview thôi bây giờ mình go to go to đến thay measure round đi em thấy là cái kia là xong rồi các bạn nhớ chuẩn bị nhé okay. Biết thế? và quảng cáo thêm tí là team của em mới mở mà... Quá dạy chuẩn bị cho BAV interview Nó rất là chuyên nghiệp hy vọng các bạn có thể đến tham khảo nếu các bạn <laughs> OK còn bây giờ là đến cái phần uh, round hiring manager đi OK hôm nay okay, uh, các công ty thì có thể có hai vòng một vòng okay. Và chắc chắn là uh, uh, thì uh, khi mà các công ty nói thì cái này giống như anh nói rồi nếu mà sau à, các vòng coding technical gì system design các kiểu xong technical đúng không? Xong rồi bảo là à vòng tới bạn sẽ gặp anh lead hay là anh manager hay là anh gì đấy, anh này sẽ là sếp trực tiếp của bạn trong công ty. Đấy, kiểu thế. Mà không nói gì. Thì cái vòng này không hẳn là behavior interview. Behavior interview. Mà cái vòng này là sẽ bị hỏi anything giống như cái 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 tên bộ phim gì nhỉ? Uh everything everyone à, cái gì đấy cái gì cũng được à? à cái gì đấy đấy ờ ừ, cái gì vậy tất cả mọi thứ xảy ra cùng chỗ đấy. À. Đấy. À. Ừ, cái gì thì gì cái, cái vòng này thì cái anh kia nếu mà cái vòng như thế thì các bạn nên chuẩn bị tất cả mọi thứ về đầu tiên là ơ vào nhá, em có thể giới thiệu bản thân em không cái gì you introduce yourself uh, à, sau đấy hỏi tiếp hỏi tiếp sau lại hứng thì đá có một câu lick Hướng tiếp thì hỏi về một vấn đề technical mà team anh đang gặp hoặc là nói cho hoặc là hoặc là vẫn là một cái technical problem mà team em đang gặp em xử lý thế nào kiểu thế chả liên quan thì đến behavior cả nhưng mà thực ra là trong đấy họ cũng đã sẽ có những cái thời điểm behavior họ, phải phải đánh rồi nhưng mà chúng ta nhìn thì có thể chúng ta nhìn không ra đấy rồi thậm chí cái vòng này có nhiều bạn đã gặp luôn anh họ là đến cuối là bị hỏi luôn Gọi là expectation cái này đến lúc này là các bạn nhớ luôn bọn em chưa chuẩn bị gì đi lương cả thế là lúc này em nói luôn thế là lúc lúc này nói luôn thì thực ra đến cái vòng này vẫn là một vòng interview chúng ta chưa đến nói chuyện lương lậu cái gì cả nhưng mà người ta hỏi mà chúng ta không có sự chuẩn bị lập tức là chúng ta sẽ bị bị động nên là nếu như cái vòng cuối cùng mà không nói rõ mà chỉ nói gặp anh lead gặp anh manager gọi anh director gì đấy thì nó có thể xảy ra tất cả các trường hợp và ôn cho kỹ thứ nhất về cv về nắm lại cho kỹ và nắm kỹ hơn so với cái vòng xa bởi vì sẽ bị hỏi sai đáp sai. Cái thứ hai vẫn phải ôn một ít code vòng này không bắt là chúng ta xem màn hình hay code trên như, như là vòng coding nhưng mà họ sẽ hỏi giống phone interview ấy. Ừ, chỉ cần đọc đáp án thôi. Đấy và nói cách giải nói cái time complexity các kiểu họ có thể hỏi về system design một vấn đề nhỏ thôi họ có thể hỏi về một technical issue mà team mình đang gặp hoặc là họ có thể đưa ra một vấn đề technical issue mà team họ đang gặp và hỏi mình thử xem xử lý như thế nào đấy và họ cũng có thể hỏi uh, behavioral question và thậm chí họ cũng có thể hỏi về về mức lương mà mình mong muốn uh, một trong những cái câu mà cá nhân anh từng gặp uh, chắc khoảng năm bảy năm trước hồi đó là anh ở uh, shopee uh, và đấy gặp là lây lây hỏi luôn anh là uh, cái câu mà anh hay nói với các bạn đấy what make you choose but not other uh, company kiểu như thế <laughs> đấy là cái câu anh bị sóc khi hỏi thì, thì thì mới còn đúng một người để hỏi anh câu đấy còn uh, chưa, anh chưa gặp câu đấy lần hai nhưng mà anh anh vẫn đã tự rồi đấy là anh cũng nói các bạn là đấy, câu đấy cũng bị hỏi trong vòng uh, behavior interview đấy ok thì uh, yeah Nếu cái vòng này thì tôi nhất là thập diện mai phục nữa thì chuẩn bị tắt thế thì em thấy riêng cái 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 cái, này uh, thì uh, riêng cái rao hm hỏi cái gì cũng được em thì ngày xưa ra hm còn bị hỏi là uh, bạn thể estimate xem là uh, một ngày singapore đặt được bao nhiêu đơn phút giao đồ ăn ở trên grab ôi rồi nói chung là behavior cũng có uh, thuật toán cũng có sự tình ra cũng có nói chung là nó là hồ lốt Ừ. ba kia các bạn thích thì cũng xong. Ừ. Nếu mà gặp hiring manager thì các bạn phải đào nhớ. Rau này giống ra này giống sa là ra cuối và gặp anh CTO đúng không? Bây giờ các bạn tưởng tượng các bạn mà gặp CTO thì nói chuyện gì? Thì có thể hỏi tất cả mọi tự. Từ chứ hỏi luôn lương đúng không? Họ sẽ expectation ừ. về lương. Yeah. Hỏi cả ngoài lề cũng hỏi luôn. Nói chung là thực sự không giới hạn tại vì đơn giản là muốn get to know each other better muốn biết hơn tại vì khi mà các bạn mà vào team thì ông đấy sẽ quản bạn và ừ. tốt nhất là biết kiểm tra xem con được có hợp không thì mới mới tuyển không thì thôi nên thành ra là hỏi đủ thứ luôn đấy nên thành ra các bạn phải chuẩn bị hết ok nhưng mà tóm lại nếu các bạn chuẩn bị ba cái kia như mình nói là rapping tốt xử ra ok xét okay, ok behavior ok thì thì rao này trộn lẫn nó không vấn đề cả đúng không ạ à? Tại thực à, ra thì đúng rồi tự, tại vì cái round này cái round mà gặp là hai remager này thì bản chất là họ chỉ có khung thời gian nhất định là 45 phút đến tiếng thôi và họ hỏi bất cứ thứ gì thì vì họ hỏi nhiều nên những cái thứ đấy sẽ không quá sâu từ phi đúng, đúng, đúng cái đúng đúng cái, cái cái chỗ ngứa của họ thì họ sẽ hỏi rất sâu còn những thứ khác họ có thể hỏi bình thường không quá sâu nhưng mà chúng ta chuẩn bị thì chúng ta sẽ vượt qua được Ok, em nghĩ khá là kỹ ấy nhỉ? <laughs> à thì không biết còn add on gì thêm không anh à, anh cũng chưa nghĩ là phải add on cái gì em nghĩ là thế là chuẩn bị tốt rồi ok nhưng mà thực sự đúng là uh, những cái thứ mà anh nói ra thì em ra là không phải các bạn thực sự các bạn đi phỏng vấn bình thường các bạn không quen nhiều connection interviewer thì các bạn chả biết cái này đâu khó các bạn chỉ nghĩ cái đơn giản đó là à thôi thì lên lead code cày vài bài à đọc cuốn alexu thế là xong nhưng mà thường thường không, bây xin quá nhiều. Và các bạn phải có nếu mà tự ấy có thể tự ngã 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 rất rất nhiều lần thì mới đỗ Chứ không ừ. phải đụng ừ. gã đúng Cái nhân này, này cái này anh ngã khá nhiều. Nên không anh phải bác tự bác đủ anh anh vấp đủ tất cả. Vấp đủ đúng không? anh cũng đã từng fail. Fail. Tức là không không có cái gì ngại khi mà chúng ta nói là chúng ta về CS Fundamental ở chọc trúng cái chỗ chúng ta không biết là chắc chắc à. thành ra là để đi đủ bộ combo đi phỏng vấn ấy, thực sự là là chuẩn bị rất nhiều đấy nên anh có nghĩ thực sự đợt này em khá tự hào khi mà vừa cung cấp đủ hệ thống Angel đủ để các thứ để luyện tập cũng như gần hết rồi đúng không? Hỏi. Thực ra là hôm nay anh có ngồi lại anh là có ngồi lại anh xem uh, record gì? Anh, anh xem record anh phát hiện ra là giáo viên mình dạy có nhiều thứ mà thực sự anh chưa biết hôm nay anh, anh ngồi lại anh xem cái record đấy anh biết? Oh, oh à, yeah có rất nhiều thứ mà thực ra một người có thể viết hết mà phải đúng là phải nghe những người khác nói dựa vào kinh nghiệm kiến thức à, cái quãng đường đi của họ những cái suffer họ trải qua thì ta biết được rất nhiều thứ hơn nữa Ok thì tiện hỏi nhé thì, thì à, bây giờ nhu cầu đi cầu phỏng vấn rất nhiều thì anh nghĩ là team Enviro có cái gì phải cung cấp cho các bạn anh thử nói với overview một tí Rồi sao à, cái, này thì đơn giờ thôi nhưng hôm nay mình có background mới nhưng mọi người nhìn rồi phía sau background mới thì à đây 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 Thế, Nhưng cái này thì uh, như Chắc như là như một là khoảng uh, Mấy tuần Chắc được gần tháng gần đây là Engineer Pro tự nhiên uh, Có ý tưởng là cái background như thế này Thấy hay hay Thì ok ở Phía dưới thì CS fundamental phải là cứng rồi Cá nhân anh anh cũng đã từng fail CS fundamental Nên anh cảm nhận được cái nỗi đau này kinh khủng lắm Và đến bây giờ anh cũng không dám chắc là Là mình có thể Master CS fundamental được uh, Nếu mà bị chọc trúng cái chỗ mà không biết thì Thì chắc là mình cũng ăn điểm liền luôn Ok Đấy thì CS và NVT nó ở dưới. Cái tiếp theo thì uh, có ba thứ. Việc đầu tiên là uh, data structure and algorithm, nó là giải thuật. Uh, tiếp theo là system design. Và cái uh, cái thứ ba nữa là cái thế mạnh của engineer pro là uh, như tất cả các giảng viên nhỉ. Đấy. Hầu hết, là hầu hết là làm back end. Đấy. Vẫn có một uh, giảng viên làm front end. Đấy, nhưng mà hầu hết là back end thì back end là nó là cái thế mạnh của engineer pro nó là tại sao mà engineer pro có thể cung cấp những cái kiến thức sâu về back end cũng như là về system design cho các bạn. Đấy, thì khi mà trộn lẫn đây là những cái kiến thức cứng. Và cuối cùng thì nó đến phần interview training. Thì cái này đến bây giờ thì anh nghĩ là chúng ta khá tự hào chúng ta có thể làm tốt được cái vấn đề interview training. Ở behind the scene ngoài những kiến thức cứng để làm sao chúng ta là ba bốn môn phối hợp này và chúng ta phối hợp lại cung cấp cho các bạn ngoài cái kiến thức cứng có những kỹ năng đặc biệt là những cái bị hai để xin những cái luật chơi những cái thứ mà họ tìm chúng ta trong cái interview họ tìm cái gì mà chúng ta biết được và chúng ta thể hiện rõ cái thế mạnh những cái thứ chúng ta có như thế để có những được những cái offer tốt nhất thì cái phần interview training này là một thứ mà đến giờ anh vẫn cảm thấy là ngoài kiến thức cứng thì cái phần interview training này thực sự anh có đổi tự hào anh nghĩ là các mentor và giảng viên của engineer Pro rất là cũng và nghĩ là một phần rất là nữa tự hào là... về cái cái training này của cộng đồng và thực sự em cũng khá là cảm thấy hay đó là bọn mình có thể pro <laughs> nó rất là đa dạng về India, về mentor từ công ty họ có thể <laughs> provide detail hơn về cách phỏng vấn tại vì mỗi công ty nó sẽ có những sách khác, khác nhau và chưa kể là anh mình còn add on thêm về team mentor về um, bia interview nên hy vọng là cũng gần là đủ hết rồi đấy nên thành ra là hy vọng là các bạn có thể luyện tập cho tốt, tốt. À, ok, các bạn Đào Thị Hà bạn nói là hy vọng nâng cao DSA cho các bạn Spend như ở Việt Nam đã ứng Job Global nhé. Ok. Đây là còn, cái Anh dùng. nghĩ là riêng về DSA là các bạn còn không chịu đi học khóa 3 chứ không phải là Engineer Pro không dạy. 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 Thậm chí là nhiều bạn nhiều bạn là chỉ học đến khóa 1, khóa 2 là đã có offer rồi thôi. Các bạn có offer rồi các bạn ngừng. Đấy. Nên là cái khóa 3 khóa. của Engineer Pro đấy tại sao mà mở thứ nhất mở rất ít giáo viên không có thời gian. Thứ hai là cũng không có nhiều bạn. Nên là à uh, yeah, anh em duy trì theo cái kiểu uh, thế nào nhỉ? Um, vừa là contribute vừa là có cái để practice. Đấy. Và khóa ba này là được dạy bởi rất nhiều giảng viên trong đó có hai giảng viên là thứ nhất là Tùng Trần là hai lần World Final ICPC. Thứ hai là Hiệp Huy chương bạc uh, ICPC của châu Á Thái Bình Dương. Nên quay lại một tí, công, uh, nhiều bạn hỏi là Energo có dạy competitive programming không? thì không phải là engineer không dạy được anh thì anh không dạy được anh có biết làm dạy được không nhưng competitive programming thì anh không dạy được nhưng tùng trần với hiệp thì thừa sức dạy ở đã vào đến Go final của icpc competitive programming thì không phải vấn đề gì với họ nhưng mà để vào được big tech thì competitive programming nó nó không phải là con đường à, sáng nó vẫn vào được nhưng mà đi theo những cái con đường khác thì nó sáng và nó ok hơn Uh, cũng giống như là muốn vào đào bách khoa thì không nhất thiết phải đi học chuyên mà nếu mà học đều thì dễ dễ là đào đào bách khoa hơn là cái chuyên của môn đấy thì có thể là hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề này nhưng mà quay lại đấy uh, yeah DSA của engineer pro có nhiều nhé nhưng mà vấn đề là các bạn có chịu học hay không thôi hay là các bạn bà được với tech sao các bạn dừng lại đấy thì đấy là do các bạn em cũng nghĩ thế Đúng, mà nên nhớ là Pro là team chuyên đi luyện phỏng vấn Chuyên luyện creative <laughs> Nên là thành ra Cái sự lực Ok, anh nghĩ là clear rồi đúng không anh Hoàng Ừ, ok à, Chắc là hôm nay mình sẽ end đây nhé ừ. Ok Ok, thì rất cảm ơn các bạn đã đến tham gia buổi ừ. uh, Webinar về việc học lệch học tủ nghiệp thế nào và các bạn biết đấy Những cái thứ liên quan đến học lệch một cái thiếu cái này cái kia Hoàn toàn có thể dẫn đến fail cả buổi interview rất là mất công mất sức của các bạn thì ra các bạn chuẩn bị rất kỹ những cái thứ chúng mình đã mention các rao hôm nay chúng mình nói bốn rao nhé đó uh, coding system ra behavior và ra high manager nên các bạn hy vọng các bạn có thể có thêm biến sai ok chúc các bạn có một ngày chủ nhật vui vẻ và hẹn các bạn tối nay tại buổi uh, meeting uh, của cô Bê Lịch tối hôm nay yeah. 8 uh, tối PM giờ Việt Nam nhé hy vọng các bạn đón xem tiếp team Enable chúng mình kết hợp với con À. Okay. Bye bye anh em nha. Okay. Bye, hey. bye. bye bye tất cả mọi người. Yeah.